sự trong cái chánh thờ là mình cho cái này bạn đi ra ngoài chỗ chánh là bên này à, chỉ phải mượn một cái màn này thì như qua nó sẽ dùng cho chế phẩm miệng lên xin trắng đúng không, và nó quay nhận được bài bằng như bạn mang lắp hoặc là gì đi đúng không dạ. Như vậy thì đây là ba cái kênh mà màn trong cái thể có thể đi qua được à, à, xin trắng mang lắp là hai cái lúc vận chuyển và thêm một cái video bán rồi sau khi mình có nguyên liệu là acetin ra bên ngoài để bào chất rồi thì mình sẽ phải kéo dài chuỗi nó, thì khi mà kéo dài chuỗi mình phải khởi động bằng cái gì bạn à, khi mà kéo dài chuỗi bạn phải khởi động bằng một cái acetin và một cái manolin ha. Ở đây nói gì nè, acetin qua sẽ chuyển hóa thành manolin qua và cái acetin qua và manolin